Đây, lợi dụng các địa phương đang tổ chức sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021, một số trang mạng xã hội xuất hiện những video, clip chỉ dẫn, bày vẽ cách thức nhằm trốn tránh nhập ngũ. Nào là khai man lý lịch, sửa giấy khai sinh, làm giả giấy khám sức khỏe, giấy báo học tập tại các trường học, nào là đeo các loại kính cận thị, viễn thị, loạn thị cao độ, tự tạo ra cho mình các vết thương, xăm trổ trên các vị trí khác nhau của cơ thể, uống nước tăng lực rồi thức khuya để làm tăng huyết áp. Đối tượng đưa ra những lời chỉ dẫn trái pháp luật này thuộc nhiều thành phần khác nhau, nhưng chủ yếu là thanh niên đang độ tuổi nhập ngũ. Những người này đang đi ngược lại phẩm chất, ý chí kiên cường, dũng cảm vốn có của dân tộc ta và làm phai mờ vai trò xung kích của thanh niên. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là thời chiến hay thời bình, bảo vệ tổ quốc luôn là nhiệm vụ tiên quyết, hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới vận mệnh của dân tộc. Thanh niên là lực lượng chính tham gia nhiệm vụ này chứ không phải ai khác. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và trong chiến tranh bảo vệ tổ quốc, hàng triệu thanh niên ưu tú đã tự nguyện lên đường, không ngại gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc, vì ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Tuổi trẻ đang sống trong nền độc lập hôm nay là nhờ có sự hy sinh của lớp lớp cha anh đi trước. Mới đây, nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn đã tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, để đất nước ngày mai tươi sáng hơn. Môi trường quân đội là nơi rèn luyện con người nghiêm túc nhất. Nhiều thanh niên, gia đình mong muốn bản thân và con em mình được vào quân đội để rèn luyện, thử thách và trưởng thành. Những quân nhân xuất ngũ trở về quê hương trưởng thành rất nhiều về nhận thức. Họ có phong cách chững chạc, nghiêm chỉnh, kỷ luật, giao tiếp ứng xử có văn hóa, sức khỏe tốt và được rèn luyện, tích lũy thêm rất nhiều thứ mà có thể trong cuộc sống bình thường không có được. Thực tế, các đơn vị, xí nghiệp cũng rất thích tuyển dụng những người đã từng là quân nhân. Mỗi thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là mốc đánh dấu sự trưởng thành của bản thân, là vinh dự, trách nhiệm, nghĩa vụ góp phần tham gia bảo vệ Đảng, nhà nước, bảo vệ nhân dân, mà cũng chính là bảo vệ gia đình, người thân và bảo vệ chính bản thân mình. Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ về niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần, ý thức trách nhiệm của mỗi công dân đối với tổ quốc, các chế độ, chính sách mà quân nhân, gia đình quân nhân được hưởng trong thời gian tại ngũ, khi xuất ngũ. Xử lý nghiêm những trường hợp trốn tránh nghĩa vụ quân sự để nâng cao hiệu quả giáo dục và răn đe. Phát huy vai trò của gia đình, dòng họ có thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, vai trò xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của tuổi trẻ với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Mọi hành vi chỉ dẫn, bày vẽ cách thức nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự là trái pháp luật, trái với đạo đức công dân sẽ không thể qua mặt các cơ quan chức năng và tai mắt của nhân dân. Hành vi này cần bị lên án mạnh mẽ và phải nghiêm trị. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok.